chương trình Hội xin kính chào quý vị trở lại với phần 2 của chương trình hôm nay. Chương trình Skin Zone khỏe trẻ đẹp cùng với Trịnh Hội, bác sĩ Hannah Hạnh Vũ và người khách mời là anh Jose. Cũng lâu lâu thì chúng ta mới có một người khách gọi là nam mà sẵn sàng chia sẻ với chúng ta không những về những gì mà anh nhờ bác sĩ giúp đỡ mà cái tâm tư của anh là một người đàn ông. Anh chưa dám hỏi tuổi, bây giờ Trịnh Hội sẽ hỏi luôn và hỏi như là tại sao mà anh lại nghĩ rằng là cái việc chăm sóc bản thân của mình là quan trọng. So Jose, I was just saying how you have shared with us how important it is for us to take care of it, but yeah. That was off camera. On camera, I want to ask you, why do you think first men don't take care of themselves as much as women, and is that good? Well, I think it's time for men to break the wall, you know, about the stereotype that we shouldn't take care of, you know, ourselves. Mm. And personally, I want to get older, but you know, in a decent way. Yep. And I don't want to look tired. I don't, because you know, if you ask my age, I'm not you know, I'm not gonna hide it. I'm gonna be 61 in a few months. Wow. Yes. Hơn 60 tuổi, so, vài tháng nữa là 61 tuổi, quý vị. And it, for me, it's very important, you know, getting to the third age, you know, with a fresh face, mm. with a fresh attitude, mm. because once you have your face, you know, in a good proportions, in a good care, you can exude that, you know, the confidence that you have. So what you're saying is the physical change exactly. will lead to a positive outlook in life. Exactly. Is that what you're saying? Exactly. I see. Exactly. Got it. Yes. Thưa quý vị, là Trịnh Hội muốn hỏi ảnh là theo anh nghĩ là tại sao nam giới thì thường không có chăm sóc bản thân bằng nữ giới, và điều đó có nên hay không? Thì anh nói là không, ảnh không dám nói cho nhiều người khác, nhưng ảnh chỉ dám nói cho chính cá nhân ảnh. Năm nay ảnh đã trên 60 tuổi, sắp sửa 61 tuổi và vẫn còn đi làm, và ảnh không muốn nhìn cảm thấy mệt mỏi. Ảnh vẫn nghĩ rằng là trong cuộc sống của mình á, là nếu như mình thay đổi được để cho gương mặt mình nó trẻ hơn, gương mặt mình nó fresh hơn, thì điều đó nó sẽ tạo cho cái nhìn của mình về cuộc sống nó tích cực hơn. Bác sĩ à, bác sĩ có thể nói thêm về cái vấn đề đó hay không, đặc biệt là đối với nam giới? Dạ vâng, nam giới anh thấy rằng là bây giờ đó nam giới như là cởi mở hơn, muốn săn sóc cho khuôn mặt và cơ thể hơn là lúc trước, tại vì hạn làm việc cũng qua 30 năm rồi. Và nam bây giờ đủ loại người, người mà làm như là lao động thôi hay là người làm executive, họ cũng muốn giúp cho họ tươi tắn hơn, tại vì lúc mà họ thấy cái khuôn mặt nó tươi tắn hơn, nó cũng giúp cho công việc của họ với gia đình, với xã hội. Và mà bây giờ người đàn ông không có macho nữa, họ không nghĩ rằng là nếu mà họ săn sóc cho tự họ khuôn mặt, xài kem, chích Botox là nó làm cho họ như là không có đàn ông nữa. Bây giờ đàn ông cũng săn sóc như là đàn bà và họ hãnh diện, mà người vợ còn mang người chồng vô để săn sóc, tại vì có cái sự ủng hộ của vợ, của society. Right. The doctor was saying that not only that men are now more open-minded, but their partners are also more willing to tell them to take care of themselves. What about your case? I mean, what sort of prompted you? Is it because of your work, or is it because of the fact that you want to have a positive outlook on life? I mean, the reasons for you to think that men should take care of themselves, why? There is several reasons, you know, to think about how to take care of yourself. Mm-hmm. The main reason is that we have to learn how to love ourselves. It's because I love myself. You have to love yourself first. Yes, and I want to feel great, because that's what I want to give to the people in front of me. Mm. Secondly, because of my job, because I'm surrounded by designers, and the fashion industry requires you to be, you know, fresh. Yep. See? Youthful. Youthful. Yep. And that's you know, the main reason. Mm. And third one is because, you know, I'm very close, or I am on the third age. Mm. And I want to look, you know, fresh. Thưa quý vị, là Trịnh Hội hỏi ảnh là ảnh có thể cho biết một số lý do mà tại sao ảnh nghĩ là cái sự chăm sóc bản thân mình nó quan trọng. Ảnh nói cái điều quan trọng nhất đầu tiên là mình phải biết thương mình đã. Bởi vì khi mà mình biết thương mình
thì mình mới có thể cho những người khác cái tình yêu đó. À, điều thứ hai là anh nói rằng là bởi vì công việc của anh làm trong công việc fashion, và vì vậy có gặp rất là nhiều người, những cái người thiết kế, những người làm việc với anh thì thường họ đều yêu cầu cái sự năng động và cái sự gọi là nhìn nó trẻ trung, có nghĩa là mình không cần phải young mà là phải là youthful, có nghĩa là nhìn trẻ trung. Và cái điều thứ ba, bác sĩ có nhớ anh nói gì không ạ? Điều thứ ba anh nói là không nhớ. Ok, thưa quý vị, điều thứ ba anh nói rằng là thật sự ra chính cái con người ảnh nói rằng là tuổi ảnh nó cũng cao rồi, ảnh nó trên 60 rồi, và ai thì cũng muốn nhìn một cách trẻ trung, bởi vì nếu mà giống như ảnh nói là chính cá nhân ảnh, nếu mà ảnh nhìn trẻ trung thì cái công việc của ảnh nó cũng tiến triển hơn. I want to ask you then, what would be your advice to all the men out there? They not sure, you know, they thinking, oh, you know, they shouldn't take care of themselves, or like they don't have time, or like what would be your advice? Yeah, what would be your advice to them? Well, you know, we are in a new century. Time is different, and we don't need to follow those stereotypes, you know, follow the old machism's attitude, that if you do something that you didn't before to take care of you, means that you're gonna lose some level of masculinity. Yeah. And it's not gonna make you less man, it's not gonna make you, know. Instead of that, it's gonna make you look, you know, more optimistic. Yeah. And that's what we want. That's that's what we wanna exude, you know. That's a very good point. Because we are in a different era, And men should take care of themselves more than before. See, and that's all I can say. Trịnh Hội muốn hỏi anh luôn là nếu như có một cái lời khuyên dành cho những người nam giới mà đang lắng nghe chương trình này, đặc biệt là những người mà người ta có một cái sự suy nghĩ khác, không nghĩ là nên chăm sóc bản thân mình chẳng hạn, thì anh nói là không. Bây giờ thời thế đã thay đổi rồi, đây là một thế kỷ mới, và vì vậy mình cần phải có một cái nhìn mới. Những cái nhìn cũ về sức khỏe, về nam giới, về cái vai trò của người nam giới nó đang bị thay đổi rất là mau. Vì vậy anh nghĩ rằng là mình cũng cần phải có sự thay đổi đó, và mình phải biết tự chăm sóc mình. So apart from, I guess, getting help from the doctor, for example, is there any other things that you think that men should take care of themselves, like exercise or what else? Of course, you know, exercise, try to eat, you know, healthy, and think positive, meditate, you know. We need to be in touch with ourselves, with our emotion, spiritually. We need to meditate too, and that's good. You know, it's part of creating a body, you know, because if you don't, how can I say it? If you don't get strong inside, you know, with your emotions, spiritually, and if you don't eat properly, or if you don't sleep good, all those things gonna help you to, you know, to get older in a good way. Right. Trịnh Hội cũng muốn hỏi thêm là ngoài cái việc muốn tự chăm sóc bản thân đó, anh có thể cho những lý dụ, thí dụ cụ thể nào nữa không? Anh nói có chứ. Mình cần phải có lạc quan, và cái sự lạc quan đó nó liên quan nhiều đến cơ thể của mình. Mình phải biết ăn uống điều độ, phải biết ngủ đầy đủ, và phải biết exercise, bởi vì những cái điều đó nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình và cái nhìn của mình nó lạc quan hơn. Bác sĩ à, bác sĩ có thể muốn nói thêm gì về gọi là sức khỏe của nam giới, kể cả về giúp đỡ về cái gọi là cái thể xác của mình, mà cái tinh thần nữa, tại anh nói là phải meditate nữa, nghĩa là phải thiền nữa, bác sĩ. Đúng rồi, sức khỏe đó là nếu mà cơ thể của mình nó làm việc tốt là nó không có bị đau nhức, nó không có bị mệt mỏi, nó không có bị sưng. Nhưng mà nếu mà mình có cái gì nó hiện ra đó là có thể tại vì mình có bệnh ở cái vùng đó, nhưng mà cũng có thể tại vì mình bị stress, cái trí óc của mình nó không được thoải mái, nó sẽ có mấy cái hiệu chứng không rõ là bệnh, nhưng mà nó không được bình thường như là đau nhức, mệt mỏi, thiếu ngủ. So, mình phải như là để ý tới, chú ý tới cái đầu óc của mình,
cái sáng kiến của mình cho nó thoải mái. Như là anh Jose nói đó, mình cần phải meditate. Tại vì lúc mà mình meditate là gì? Là mình làm cho cái đầu của mình nó trống, mình không có suy nghĩ cái gì hết. Trong mấy phút thôi, mình có thể meditate 2 phút thôi hay là 5 phút thôi, nhưng mà nó sẽ chỉnh cái tinh thần của mình. Tại vì ai cũng vậy, đời sống ở nước Mỹ này rất là chạy đua ha. Stress, ai cũng phải lật đật đi làm, trả bills. Nhưng mà mình chỉ dành cho vài phút trong ngày của mình để mình meditate, là mình thở, mình không suy nghĩ gì hết, cho cái đầu của mình nó như là dịu xuống. Và nó giúp cho cơ thể của mình, nó center, là live in the moment, là mình chỉ sống về giây phút hiện tại thôi. Đừng có lo lắng cái gì nhiều, để cho cơ thể mình nó trở lại bình thường. So meditation rất là quan trọng. Mà ảnh lại ra ý kiến đó, họ thấy rất là hay. Tại vì ít người nói về meditation lắm, chỉ nói về ăn uống, exercise. Nhưng mà meditation, mental health cũng rất là giúp cho cơ thể của mình. Dạ, có lẽ là Trịnh Hội cũng phải tiếp lời với bác sĩ là trong những cái chương trình trước mình làm với bác sĩ Elizabeth Princeton hoặc là với lại MC Nam Lộc, thì cả hai đều nhắc đến cái việc là mình cần phải chăm sóc bản thân mình và chăm sóc tinh thần của mình. Đúng. Chăm sóc bản thân mình là phải đi exercise, phải không ạ? Phải ăn uống điều độ, phải ngủ đầy đủ. Nhưng mà về cái tinh thần là phải biết thiền, phải không ạ? Phải biết say no, stop. Mà bác sĩ Elizabeth còn nhận là mình phải ngưng, mình đừng có làm nhiều quá. Như bác sĩ đã nói rằng là đôi khi mình cũng phải tự cho mình cái phép. Cho phép mình là mình không cần phải cố gắng nhiều quá, phải không ạ? I'm so sorry, but we don't have a lot of time left. Any last words you want to share with anyone? Especially for all the men out there. Well, don't lose the chance, you know, to give thanks to be alive. Yep. Every single day we have to take care of ourselves. This is one way, after you meditate, this is one way to say to the universe, to tell everybody, thanks, because I'm alive. Yeah. And I'm going to keep, you know, I'm going to keep myself, I'm going to take care of myself the best I can. It's one way to say thanks for to being alive. Wise words. Wow. Yeah. Okay. Wow. Thưa quý vị, Trịnh Hội muốn hỏi anh, tại vì thường á cái tính của Trịnh Hội là muốn hỏi cái ý kiến cuối cùng, là muốn chia sẻ gì với khán thính giả. Mà anh nói một cái câu gọi là mình không chuẩn bị trước nha, nó rất là hay. Anh nói rằng là chúng ta luôn luôn phải biết cảm ơn đời đã cho chúng ta cái cuộc sống này, bởi vì khi chúng ta tự chăm sóc bản thân mình, đó là cách chúng ta cảm ơn đời. Tạ ơn trời Phật là đã cho chúng ta cái có cuộc sống này, phải không ạ? Rất là có ý nghĩa, phải không? Mời bác sĩ có đôi lời cuối cùng trước khi chia tay. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hy vọng rằng là hôm nay chương trình trình bày cũng hay và có ý nghĩa. Và xin gặp lại với quý vị tuần sau với một show mới, với một người khách mới. Right. Cảm ơn nhiều. Thank you so much for being on our show today. Thank you for your wise words. Thank you. Thank you. Cảm ơn quý vị đã thank lắng nghe và time. Hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình khác. As for now, bye. Kính chào quý vị đến với trung tâm Skin Zone khỏe trẻ đẹp với sự quản lý điều hành của bác sĩ Hana Vũ với hơn 20 năm kinh nghiệm. Văn phòng chúng tôi có dịch vụ căng da mặt, nâng ngực, hút mỡ bụng, cắt mí mắt, cấy mỡ và mông, ngực và mặt với phương pháp tối tân không cần gây mê, an toàn và hồi phục nhanh chóng. Trung tâm Skin Zone có 22 loại máy laser tối tân khác nhau để chăm sóc da cho quý vị, như da nhăn, ruột ruồi, cốc, tàn nhang, nấm, đồi mồi, rỗ, sẹo, tẩy lông vĩnh viễn và xóa sâm. Dưới cặp mắt nghệ thuật và bàn tay khéo léo của bác sĩ Hana Vũ, quý vị sẽ có được kết quả trẻ đẹp tự nhiên như ý muốn. Văn phòng chúng tôi có chích Botox và filler và kem dưỡng da. Xin quý vị liên lạc ngay với văn phòng ở Santa Ana và Alhambra, California để lấy hẹn tham khảo miễn phí.